Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và dạo gần đây có nhiều anh em nói là mình làm clip để hướng dẫn khắc phục sửa lỗi đồng xương trên Mi 3, Mi 3 Pro nha cả nhà. Thì thường thì ở Mi 3 Pro nhiều hơn, còn Mi 3 thì mới bị một con đầu tiên. Không biết lý do, tại vì thường thường ở trong dòng Mi 3 nó sẽ có cái tản nhiệt nha cả nhà. Đâm ra không bị, nhưng mà không biết tại sao con này bị. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra hướng dẫn anh em cách khắc phục nha. Và những thứ đầu tiên cần có để làm xử lý lỗi đồng xương này, nhất là dùng một cái tu vít này là tu vít zin theo máy nha, một cái nhíp, một cái này là cái lấy lái lại cả nhà đó, hoặc là cái nhà có thể tìm một cái vật gì nghe không mỏng như vậy nè, đó mỏng vậy là được ha, mỏng và nhỏ vậy được để mình cạo cái keo nến đây nha. Và đây là ron này mình đặt ở trên mạng về ha. Đây là mỡ đó, đây là mỡ để bôi vào ron này nè, lắp vào trong đó ha. Còn ron này anh em nào không có mua không được ha, thì có thể mình chia lại ha, 50.000 cái ha. Ok, giờ tiến hành nha cả nhà. Đây ở nhà đó, trước tiên mình tháo này ra đó, mình tháo ra thì cái nhà thấy không đó, ở đây có hai con vít nè, đó bên này có con vít nè, thấy không, thì ấy thì mình tháo cái nắp len này ra luôn cho nó tiện ha. Rồi dùng cái cây vít này nè, cái vít này là cái vít zin theo hàng của DJI nha, dòng cho các dòng DJI mini ha. Đó rồi vặn cái này ra cái nhà, giữ chặt ha, đó vặn ra rất là dễ ha, không có gì khó ha, đó vặn ra để gọn lại nha, đó để gọn như đây, mình thì mình để gọn ở đây nè, để khi một tí nó rớt một cái là tìm mua không có đâu cái nhà. Ok đó, thấy nhà thấy không, đơn giản có gì đâu. Đó giờ tới cái đoạn này nè, thấy không, tới đoạn này không mình nắm mình giữ ở đây cái nhà. Đó, nắm giữ đây, giật cái này à. Đó thì cái dòng này nó chưa có keo nến nha cái nhà, chưa có keo nến đây. Đó nhà thấy không, em lấy cái này lắc nhẹ này ra, đó lắc nhẹ ra đây nha, thấy không, đây là cái ron zin của nó nè, đó cái ron zin của nó nè, khi mà nhà sản xuất á, người ta làm á, gắn vô đây nó không có chặt cả nhà, nó không có chặt, đâm ra nó sẽ bị như vậy ha. Đó gắn vô đây nó không sẽ chặt, nó không chặt nè, đó thấy không, nó bị hở không, đó nó bị hở vậy nè, đâm ra là nó không khí nó sẽ vô được ha, nó vô được. Nếu mà bị nhẹ thì động xương ha, mốt mà bị nặng nữa nó lỗi phôi kết luôn ha. Năm nay giờ mình phải thay cái ron khác vô, ron của mình nó sẽ bự hơn tí xíu. Đây, ron của mình đây, nó sẽ bự hơn tí xíu thôi nha. Đó. Nhưng mà đây mình cứ ướm thử cho cái này cùng xem thôi. Đó, nó sẽ bự hơn vậy ha. Thì nó bự hơn thì tất nhiên lúc mà mình đóng cái nắp này lại nó sẽ khó hơn nha cả nhà. Nó sẽ khó hơn. Ok, bây giờ mình kiếm cái gì để tra dầu cái nha. Mình không kiếm được cái gì, đâm ra mình là dùng cái cục pin mini 2 luôn nha. Dùng mini 2. Đó. Vít miếng mỡ thôi. Để đây. Thì anh em nào mà không có mỡ thì cũng khỏi lo ha, mua của mình cho luôn cái mỡ ha, giờ anh em tự xử, xem clip xong về tự xử ha. Đó bôi cái này lên, bôi cho nó đều cái nha. Đói quá tì cung hết trơn, sáng mới bay là cam với hội về thì
Con này của một anh em trong hội cả nhà, tham gia làm mang về mình xử lý giùm anh em luôn. Rồi ok. Đó. Đây bỏ này qua, này xong rồi bỏ này qua. Giờ gắn ở đây. Làm tỉ mỉ nha. Rồi bây giờ mình đã lắp cái ron xong rồi cái nhà, thì cái nhà dùng một cái máy sấy ha, để sấy lại cái xương còn động lại trong này, thấy là cái xương còn động trong này ha, thì mình sấy ở tầm xa nha cái nhà, sấy ở tầm xa đó, mà sấy lực nhỏ nhất nha, nhỏ nhất đó, sấy khoảng tầm 5 phút đi, 5 phút đó, sấy từ từ xa nha, đừng để nóng quá nó lỗi luôn à. Rồi sấy xong mình lắp lại là xong, là có thể là bay thoải mái nha. Đây nhà mình mở chế độ nhỏ ha, mình thổi vậy nè, đó mình thổi từ xa tới vậy nè, đó mình thổi từ xa tới khoảng tầm 3-5 phút là được cái nha, đừng có để gần quá ha, để gần quá nó lỗi ha, nó bụi này nọ vô nó nóng quá, nó nóng nó hư focus ha. Đó thì lúc mà mình vừa sấy xong ha, là mình lấy nhanh cái chụp lên, mình chụp lại liền để không khí không có vô lại nữa nha. Đó rồi ok, giờ ra dặn ốc là xong. Đây cả nhà, xong rồi đó, giờ mình dặn ốc lại nha. À, dặn lại một con này, còn con đây. Đó thì con bên này nó cái ron nó bự hơn đúng không, mình phải bóp sát vô nha, đó bóp sát vô mới dặn được ha. Đây ở nhà ok ha, giờ mình gắn lại đó, mình gắn lại đình gắn nắp lại đó, xong rồi nha, thì mang ra test lại được cái nha, xem nó có bị gì nữa không nha. Nào bên rồi đây. Trong lúc chờ đợi mình dọn dẹp máy này nha cả nhà. Ok nha. Đây, lỗi đồng xương đã hết cái nha. Bây giờ mình ra test cái nha. Bây giờ mình cho bay lên nha. Đó. Đang nắng và gió nha. Đây cái nhà mình vừa bấm quay màn hình nha. Đó, quay màn hình. Giờ mình bay thử một vòng coi nó có bị hết lõi đồng xương chưa nha. Test thử 1 km xem thế nào nha. Xem quay về còn bị lõi đỏ lồng xương không nha.
Đây cái nhà. Đó, cái nhà thấy không? Không còn lõi đồng xương nữa nha. Đó, không còn lõi đồng xương nữa nha. Thì nó cũng làm cũng rất là dễ thôi. Các nhà cũng thấy đó, cũng rất là dễ thôi. Chủ yếu mình khéo tay tí xíu thôi và mạnh tay hơn và mạnh dạn xíu, tự tin hơn xíu là sẽ làm được ha. Rồi, chúc anh em làm thành công nha. Anh em muốn mình làm cái gì nữa thì comment bên dưới. Mình sẽ làm theo lời của anh em nha. Và xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bye bye.